Hello cả nhà, chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh Gà Lưng Hang nha. Chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ. Thì hôm nay mình vô chơi với tụi nó nè mọi người. Bé Lượm mất rồi, mình cho con cóc bé Lượm xong hết rồi. Nói chung cũng rất là buồn mọi người, nhưng mà đó là một sự giải thoát cho bé Lượm để bé Lượm đầu thai kiếp khác nha mọi người nha. Chứ bé Lượm sống, bé Lượm đau đớn lắm. Đây. Mít. Tới đây. Này mấy cục vàng của mình nè. Người thấy bữa nay tụi nó lớn ghê không? Đây. Ăn nhiều lắm. Đó, cắn lợm à, nó ra. Cho mẹ lúc nào nó không thấy mình nó tới nó mừng hết á. Đây. Chưa có ăn đâu mà. Tí nữa là mình cho ăn nha. Ông ba la nè, con xin nè. Con mít nè, con mít nó không dữ lắm mọi người à, hôm nay nó làm đại ca ở đây rồi. Mẹ nó mà ăn mà nó còn cắn nữa, cắn mẹ nó luôn á, con mít nè. Làm đại ca dữ lắm rồi. À, bà bự bữa nay lớn dữ người ta. Nay lớn dữ người ta. Mặt sắc ơi. Mày sắc. Đó đây. Mấy mày con nó dễ thương không mọi người. Đấy, mình chưa cho ăn đâu nha. Tại vì mình vô mình chơi với tụi nó tí xíu rồi mình cho nó ăn. Chứ nó ăn xong rồi mình chơi không có được. Chơi nó gần như cái bụng nó căng á. Chơi với nó sợ nó ấy á mọi người. Nó ói mửa mầm lâm á. Bữa nay mọi người mà thấy hột mít là mọi người ghiền luôn á nha. Mít dễ thương lắm nha. Mít rất đẹp luôn nha. Thì bữa nay quê mình nó bị nhiễm bệnh nặng lắm mọi người ạ. Nhiều người bị nhiễm bệnh rồi. Nên là chuẩn bị giãn cách xã hội nha mọi người nha. Là không có được đi ra đường nữa. Đi ra đường là người ta không có cho nữa. Mình đi ra mà không có lý do chính đáng giống như ở thành phố Hồ Chí Minh đó là người ta bắt đó mọi người ạ. Công an họ bắt á. Nên là không có đi đâu được hết mọi người. Sao tao nó bú vú mẹ nó kìa. Lớn rồi mà nó bú vú nữa. 3, 4, 5 con. Coi kìa mọi người coi kìa. Thấy giờ mọi người thấy dễ thương chưa. Bú sữa à. Đó. Nó ăn khỏe lắm. Mấy đứa là nó ăn khỏe lắm. Ăn lần tô vậy á. Này chó mẹ là ăn nhiều nhất nè. Ăn một tô to luôn á. Như hột mít nè, hột mít là nó ăn, nó dành của mẹ nó ăn luôn. Nó tới là nó cắn luôn á. Nó nắm chùm trong đây luôn rồi. Ai nắm chùm lại nó đó. Đó. Gì đâu quá trời ơi, trời. Đã lùn mà còn tròn nữa chứ. Bao quay nè. Chiêu gì đâu bố. Thấy mọi người thấy đứa nào đứa nấy nó lớn hết chưa à, cái chỗ ngủ rồi tụi nó nè. Mình đặt mua giường mà dịch bệnh người ta không có làm mọi người. Làm nhưng mà chuyển lên cũng không có được. Tại vì nó có chốt chặn á. Nên là xe mà chạy lên á, xe lớn mà chạy lên là họ bắt lại hết. Không có cho đi. Bữa nay dịch nặng lắm mọi người ạ. Toàn là ở thành phố Hồ Chí Minh về không à. Đấy con bé học mít á, mít dễ thương không. Con mít bên này là đại ca của mấy đứa này lại nè. Em Út mà bên này nó thành đại ca rồi, không dữ lắm. Nó mà dành ăn thì thôi á. Không có đứa nào mà đòi của nó hết á. Chùm trong nhà luôn nha mọi người nha. Tối 12 giờ đêm là tụi nó quậy dữ lắm. Quậy mà nó sủa inh ỏi hết á. Mình cứ sợ nó cắn nhau không à. Nhưng mà nó giỡn mọi người. Tấn công dị nghiệt đây. Cắn ai?
Em kêu nó tới đây, nó tới không? Mẹ tên gì? Nó là đầu bự. Cắn. Còn mất cả, mất ẩm nó phê nó nằm im luôn à. Phê nó nằm luôn à. Cái mặt kìa, coi cái mặt kìa. Mặt nó ghét ghê không? Sủa ghê lắm nha mọi người nha. Ai mà vô nhà là nó sủa ghê lắm á. Mẹ già của mình đi lau nhà á. Hai bữa lau một lần chứ ngày nào cũng lau á mẹ. Ngày nào cũng lau công pho. Lâu nó có cái mùi con to nên là mũi nó có luôn. Nó có luôn nó bứt nó nhỏ. Xếp hàng xếp. Nhấn dây. Đó, đó, đó. Cái con chó xin là thấy con chó sữa là nó sủa rồi mọi người ạ. Tại vì con sữa mình thả nó ra ngoài luôn rồi, tại vì nó bay qua hàng rào luôn. Nó leo rào nó đi ra luôn. Đứa nào đứa nấy ú nâu à. Thơm lắm. Coi nè, mọi người hột mít nè. Tới cắn giò mình nè. Mít ơi. Ê. Ê, 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 ê. Nó cào á. Ê, ê. Sáng sớm lau nhà rồi sạch sẽ rồi mới cho ăn. Lau nhà rồi cho ăn chứ, cho sạch sẽ chứ, để rồi cho cho em chứ. Đó, đừng có đánh lộn nè, đừng có đánh lộn nè, mà quýnh nè. Ở đây. Nhìn gì? Hả? Có gì mà nhìn? Gì vậy không mít? Không mít ơi. Hai anh em sinh đôi á. Một cái một đực. Giờ mẹ mình cho mấy bé ăn nha mọi người nha. Hôm nay cho mấy bé ăn cơm với lại cá xay nhuyễn luôn. Xay mà xương mà nó nát nhuyễn thành bột luôn á mọi người. Đi đó. Lao. Mọi người nhìn nè, mấy mẹ con nó không la một tiếng nào. Mà cái con mực nó la dữ lắm, đó, đó, lì lắm, với lại con xin nè, con xin là mỏ to nhất nè. Phải lấy cây đánh nó, nhá nó cho nó sợ. Chứ không mà nó lì lắm. Vô đây mẹ cho từ từ. Ở đây, đây. Đi ra, bỏ xa ra bà kia mẹ. Đó, bỏ xa đó cho nó ăn. Thấy nhào vô là đánh nó nghe cho. Đó, cái con mực kìa, nó nhỏ mà cái mỏ nó to ghê luôn á. Lì lắm. Này bí chuối nè, mọi người thấy không? Bí chuối là bữa nay đỡ rồi đó. Đỡ, có da có thịt rồi đó. Chú qua đây. Để xe ra cho hai đứa nó ăn mẹ. Không có cho nó ăn chung vậy nữa.
Mọi người xem mấy cục cân ngô ở nhà mình nè. Đó, mấy đứa nhỏ nè. Vô kia con, mặt sắt, vô nhà con. Này. Mấy đứa nó ăn à. Ăn khỏe lắm. Đứa nào nó ăn khỏe hết á. Sữa nó lì không không? Sữa nó ở hoài á là nó ăn nhiều quá nên thấy vô nó đại náo á. Đấy, vô ăn ngay. Đó, bé cho mẹ ăn nhiều lắm mọi người, ăn khỏe lắm. Bé cho con nè, thấy chưa? Món ăn có tí xíu là ăn hết rồi. Chạy qua tủ khác rồi. Rồi hai đứa nó nè. Hai nó thi đua nhau ăn nè. Ăn khỏe lắm nha mọi người nha, cho uống thuốc sổ dung xong là ăn khỏe lắm. Ăn mà cái tô mà mình ăn mà không còn một cái gì luôn á, liếm sạch tô luôn á. Đứa nào đứa nấy cũng ngon hết á. Mực á, mọi người thấy mực không? Mực nó sủa ghê không? Có tụi nó thì ồn ào, mà không có thì buồn. Sữa nó không có sợ mọi người à. Nhốt nó trong đây là nó nhảy ra như chơi vậy. Nhảy như là đi chơi vậy. Thôi. Mọi người xem mấy đứa ăn nè. Không còn cái thau nào còn miếng cơm nào nữa không. Ăn khỏe ghê chưa. Bắt đầu anh vô anh cà khị con hụt mít á. Cà khị á. Sữa á. Thương tụi nó dữ lắm. Nè. Bỏ một thau nước mà uống hết luôn. Trời ơi, đứng bên đáy luôn kìa. Trời ơi, kìa. Ăn xong mới đứng ba đái luôn kìa, một mít rồi. Ăn xong là mình rửa tô rửa chén này nha mọi người nha, chứ để con ruồi nó bu vô nó đẻ trứng ở trong mấy cái tô chén á, dơ lắm, rồi chó nó liếm á, chó nó liếm bệnh. Đó, sữa mà dám xâm chiếm địa bàn của tụi nó là tụi nó sủa dữ lắm á, đó, ba quay á. Thấy chưa? Thấy cân chưa mọi người? Đó. Bốn đứa nó hốt mình sữa luôn nha, hốt chị sữa luôn á. Đứa nào đứa nấy mập ấu không á. Mọi người thấy bé sữa không? Cái hình dáng á mọi người thấy không? Nó roi roi vậy mà nó nhảy ghê lắm. Ừ.
dữ chưa? Không dữ không? Sửa ra đây, nó sửa con ấy. Đi, sửa. Đổng bay ra. Mày vui lắm. Nó nướng sữa nhảy ra. Hôm bữa là mình nhốt mấy bé ở trong đây á, thì mấy bé không có quen á, sủa lung tung hết á. Bữa nay quen rồi, không còn la hét nữa. Tới đầu bự không dữ không? Ai? Đó, đầu bự không dữ không? Nhỏ mà không dữ không? Thấy chưa? Thấy chưa? Sữa đâu sợ đâu. Nó đâu sợ đâu, hù đâu sợ đâu. Thật là may mắn mọi người à, mình đưa mấy bé về sớm, nếu không là bị cách ly bệnh dịch là không biết mấy bé như thế nào luôn á. Đó, bé chuối nè, đi gật gù à. Nhưng mà cân lắm, sủa ghê lắm mọi người ơi, bữa nay giữ nhà ghê lắm. Sủa này có da có thịt đỡ hơn mọi người. Hôm bữa mà đứng nhìn nó là nó lòi xương lòi đồ lên rồi, nhìn nó ghê lắm. Tội nghiệp á. Ăn khỏe nha, ăn cũng ăn khỏe lắm. Mình sẽ nuôi dưỡng cho bé càng ngày càng mập lên nha. Bé chuối mà mập lên là bự con lắm á. Mật à, nó chạy lông nhông, nhỏ con mà không giữ thiệt cả chứ. Không giữ lắm. Ai bảo không đợi cắn hết á. Cam rồi chuối rồi thấy nó là sợ chạy hết á. Ê tụi nhỏ. Ăn no nằm á. Cân gì lâu á. Còn mít à. Mít mấy mẹ con này cả. Ê chà. Thương chưa. Nhìn cái mặt mày nó thiện cảm gì đâu á. Đứa nào cũng dễ thương hết á mọi người. Dễ thương ghê gớm luôn. Đây. Ba thấy gà là ba đau đầu á. Nha, hai đứa không có được cắn nhau nghe chưa? Cho. Nha. Ngồi ngay, bình thường. Nghe chưa? Xin tá béo. Xin. Béo. Cam ngon lắm á. Ngon. Ăn ít bữa nữa nha. Bữa nay cho con cái nhà cái giường nha. Xin á là cái miệng nó to lắm, nó la một cái là muốn banh nhà luôn à. Sủa cái quá lớn lắm, lì quỷ vậy á. Người thấy không, mạnh mẽ lắm mọi người à, nó chạy là nó tán người ta chết á. Mình mà đang đi rồi nó chạy nó tung vô mình á, muốn té xong à. Đây mọi người thấy con sữa không? Đó thôi. Bỏ nó vô trong nhà nó đang bay lại con sữa này nè. Nó xin là đang nhìn gà. Nó là chuyên gia phá gà mà, giết gà mà. Đưa miệng ai coi, miệng biểu ai. Tùm cái miệng lại không cho đi luôn nè.
Khỉ hôm bữa mình nhốt con vậy á, la dữ lắm, la hét đòi ra mà. Nay quen rồi, đâu còn la nữa đâu. Nay quen, quen nhà quen cửa. Ngoan, cả ngày không nghe la một tiếng nào. Khỉ, 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 khỉ. Khỉ. Chào mọi người con, chào mọi người. Chào mọi người em cân. Khỉ, khỉ, khỉ. Nhìn mặt nói cân chưa. Tay sữa. Mọi người thấy bé sữa dễ thương không mọi người? À bé sữa, tại vì mình nhốt bé sữa ở trong cái trại, bé sữa nhảy ra ngoài luôn á. Trời ơi, bà bay cao lắm. Nó bay cao tới 1m2 á mọi người. Cái trại của mình làm cao 1m2 mà nó leo lên nó nhảy ra luôn. Mình không hiểu sao nó là cái chú chó mà mình cảm thấy nó bay nó nhảy. Nó nhảy rất là ghê luôn. Phải nói là nó là như là một chú chó chuyên nghiệp luôn á mọi người. Nó leo rào hay lắm. Mình bỏ nó vô là nó leo lên, nó chạy ra bình thường à. Cái bé sinh á là nó to con giống như chó bạc rơi nhưng mà không có bay được mọi người. Không có leo ra được. Nhưng mà con sữa nó leo từng nấc lên cái lưới B40 á, leo lên xong nhảy ra luôn. Mình bỏ bao nhiêu lần nó cũng nhảy ra hết á. Ờ lúc trước á là mình làm cái chuồng ở đằng trước nhà mình á, nó cao lắm. Nó cao tới 1m4 á, cái lưới á, cao 1m4 mà mình còn trồng thêm lưới lên nữa mà con sữa nó lại leo lên, nó chạy ra được luôn. Rất là hay, phải nói là nó leo rào rất hay, cực kỳ hay luôn. Thì mình muốn chia sẻ đến tất cả mọi người á, là bé Lượm mất là từ đó đến giờ mình chăm sóc cho bé Lượm luôn mọi người ạ. Là bé Lượm không có la, không có kiểu như không một tiếng kêu, không một tiếng la gì hết á. Mình kêu ngồi là ngồi, nằm là nằm, đứng là đứng đó. Khi mà vệ sinh đồ này kia á, nhiều lúc bé Lượm trúng chân bé Lượm á, bé Lượm đau thì bé Lượm có kiểu như là cái phản xạ tự nhiên á, bé Lượm có cắn mình. Nhưng mà kiểu như cắn nhẹ thôi mọi người, cắn nhẹ thôi chứ không có kiểu như hung dữ hay này kia đâu. Đó, thì bé Lượm rất là tội nghiệp. Cho đến khi bé Lượm mất luôn là bé Lượm không có la, không có gì luôn mọi người. Rất là tội luôn. Cái tính của bé Lượm mà rất là dễ thương, hiền nữa. Khi mà bé Lượm mà bệnh á thì mình với lại mẹ mình chăm sóc. Đó, trong cái khoảng thời gian trước á thì mình chăm sóc cho bé Lượm khoảng 2-3 tháng gì đó. Xong cái thời gian sau á là mình phải đi tìm những cái chú chó lang thang để mình giải cứu những chó hàng ngày. Một ngày mình có thể đi 100 cây hoặc là 200 cây số để mình cứu những chú chó về. Cho dù xa cỡ nào mình cũng đi mọi người ạ. Như là giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ đồ á, thì mình đi rất là xa. Cái đoạn đường mình đi xa lắm. Nên là tất cả mọi thứ ở nhà mà mẹ mình chăm sóc cho tất cả các bé hết mọi người ạ. Chứ không chỉ riêng mình đâu. Đó thì bé Lượm, khi bé Lượm mất á là bé Lượm đái lên tay mình luôn mọi người. Đái trên tay mình luôn. Là bé Lượm cứ nằm đó xong mình tới mình cho ăn uống sữa gì đó là bé Lượm nằm, bé Lượm đái trên tay mình xong bé Lượm ra đi thôi. Rất là nhẹ nhàng, không có la, không có hét, không có gì hết. Nó tội nghiệp luôn. Thì mình đã chôn cất bé Lượm rất là kỹ luôn. Tại vì bé Lượm là chú chó đặc biệt, chú chó mà mình cảm thấy nó thông minh nhất. Mình chưa bao giờ thấy con chó nào mà thông minh như nó hết á. Nó có cái cặp mắt của nó, cặp mắt u buồn á. Khi mà mình nhìn sâu vô mắt nó thì mình thấy thương lắm. Nói chung cái cảm giác khi mà nhìn thấy bé Lượm á, mình thương lắm. Thương là thương tại vì nó cái đôi mắt của nó buồn, như lại nó mang cái căn bệnh hiểm nghèo. Có nhiều anh chị nói mình thì tại sao không đi chữa bệnh cho bé Lượm đi. Mình đã đi rất là nhiều mọi người à, mình tìm đủ loại thuốc rồi. Nên là mình chăm sóc cho bé Lượm không có lành mọi người. Cái bệnh của bé Lượm là cái bệnh ung thư nha. Ung thư mà ung thư bú ác tính. Tại vì bác sĩ cũng đã nói là khi bé Lượm về nhà nếu như chăm sóc cao lắm là từng khoảng tháng 2 tháng gì bé Lượm ra đi thôi. Bé Lượm chết à, tại vì cái bú nó to quá nó bể ra là bé Lượm chết nha. Nhưng mà mình chăm sóc, mình cho bé Lượm ăn uống thuốc đồ này kia là bé Lượm sống với mình á. Nói chung là cũng được nửa năm mọi người. Được nửa năm thì bé Lượm mới ra đi. Rất là tội nghiệp. Mình đã chăm sóc đã hết sức luôn. Thì mình cũng nói với tất cả mọi người luôn là ví dụ như mình chăm chó mà mình nuôi 10 con, 20 con chó bình thường thì nó rất là dễ, rất là đơn giản. Mình chỉ cần lấy đồ ăn ra mình cho ăn, xong rồi nó ăn xong nó no nó ngủ à. Rồi nó đi vệ sinh rồi mình dọn nó dễ lắm mọi người. Còn đặc biệt là bé Lượm nha. Tại vì cái vết thương bé Lượm nó đau đớn quá. Mỗi lần đi đâu á thì mình phải ẵm đi, ẵm bồng đi cho bé Lượm. Đi vệ sinh đồ này kia rồi mình mới đưa vô rồi mình xử lý vết thương.
Tại vì cái vết thương á nó hôi, hàng ngày mình phải chăm sóc cho bé Lượm, một ngày tới 3 lần mọi người ạ. Nếu không là cái vết thương nó hôi lắm, giống như nó bị hoại tử ra rồi nó hôi, nó càng ngày nó càng hôi. Mình phải vệ sinh một ngày 3 lần. Thì kiểu như là cái mùi hôi với lại mình vệ sinh như vậy thì bé Lượm mới khỏe được. Rồi cho ăn thịt đồ á, mình cho ăn, nói chung là bé Lượm thích ăn cái gì mình cho ăn cái đó, rau củ quả rồi này kia mình cho ăn hết. Đó, mình kiêng cái gì thì mình sẽ kiêng cho mọi người nha. Ăn cái gì mà ngứa à, rau muống cái này kia là mình không có cho ăn. Mình chỉ cho ăn nói chung những cái mà có lợi cho bé Lượm thôi. Rồi cho uống sữa đồ nữa. Còn mấy bé chó nhà mình á thì mình chăm sóc là mình cho ăn đầy đủ hết. Thì mấy bé chó rừng á mình rất là may mắn luôn mọi người. Tại vì mình đưa mấy bé về nhà kịp thời. Thì không hiểu sao mình đi quay video rồi mình cảm nhận được. Mình đưa mấy bé về luôn. Khi mà cái ngày mà mình đưa mấy bé về á, xong qua ngày hôm sau á là người ta cách ly luôn. Người ta cách ly mọi người, người ta dựng một cái trại lớn lên để người ta cách ly, không có cho người từ tỉnh này qua tỉnh kia để đi đâu này kia nữa. Nếu mà mình đi là họ bắt mình cách ly bên đó luôn, họ không cho mình về luôn á. Mình thật sự rất là may mắn. Nếu như ngày hôm đó mà mình không đưa mấy bé về thì hiện tại bây giờ mình không biết mấy bé ra sao luôn. Bây giờ cũng như vô trong mùa mưa, cứ sáng nắng chiều mưa, có khi buổi sáng mưa nữa, buổi chiều cả mưa luôn. Nếu như mình không đưa mấy bé về chắc mấy bé có thể là không qua mùa mưa nổi luôn mọi người. Chết ở mùa mưa trên rừng đó luôn á. Đó, mình rất là may mắn luôn. Thì bây giờ mấy bé đã về với mình thì mình đã chăm sóc cho mấy bé, nói chung là nó rất là khỏe, nó ăn khỏe lắm, nó cũng lớn rồi. Kiểu như nó lanh lẹ mà nhìn nó kiểu như dễ thương đó mọi người. Cực kỳ dễ thương luôn. Rồi mình cũng tiết lộ cái số tiền mà Mạnh Thường Quân á đã gửi cho mình để mình đi giúp đỡ những người nghèo á mọi người. Thì có rất nhiều anh chị cô chú đã gửi tiền cho mình. Thì có những anh chị cô chú bên nước ngoài á gửi tiền cho mình. Ví dụ như anh chị cô chú đã gửi cho mình 100 đô hay là 200 đô gì đó. Thì có những cô chú á nói với mình là không có nên công khai cái số tiền đó ra. Tại vì cô chú không có muốn nói ra cái số tiền nha mọi người nha. Chứ không phải là mình không muốn công khai đâu. Mình cũng muốn nói cho tất cả mọi người cùng biết luôn. Nhưng mà cô chú không có cho. Cô chú chỉ âm thầm gửi cho mình số tiền đó rồi đấy. Để mình đi giúp đỡ những người nghèo thôi. Chứ mình không có nói ra cái số tiền là bao nhiêu. Còn những anh chị nào mà gửi cho mình á, hay là những cô chú nào gửi cho mình nói cái số tiền đó là bao nhiêu thì mình sẽ nói nha mọi người nha. Chứ không phải là mình không nói đâu. Tại vì có cô chú rất là kiểu như là rất là âm thầm đi từ thiện, không có nói ra, không nói tên và cũng không nói số tiền, chỉ gửi cho mình rồi mình kêu mình là nhắn tin nhận được rồi là ok thôi, chứ không có nói thêm một cái từ nào hết mọi người. Đó, thì mình muốn nói cho tất cả mọi người biết để mọi người hiểu lầm mình nha. Còn anh chị cô chú nào mà gửi cho mình muốn mình nói trên mạng thì mình sẽ nói nha. Rồi sắp tới đây thì mình sẽ lập ra một cái quỹ từ thiện mọi người ạ. Cái quỹ là mình sẽ lấy những cái số tiền đó để mình đi giúp đỡ những người nghèo á. Ví dụ như những anh chị cô chú bác nào á muốn gửi tiền cho mình để mình đưa vô cái quỹ đó, thì mình sẽ chích ra từng chút á. Như mình đi thấy những cái hoàn cảnh nào mà khó khăn á, hay là những cái chú chó nào mà lang thang ngoài đường không có nơi nương tựa á, à, những gia đình nghèo khổ, thì mình sẽ chích số tiền đó ra để mình giúp đỡ những người nghèo nha mọi người nha. Nếu như mọi người yêu mến mình thì mọi người tin tưởng mình thì hãy ủng hộ cho mình nha, để mình làm những cái video về từ thiện giúp đỡ những người nghèo nha. Bây giờ dịch bệnh cũng rất là khó khăn mọi người ạ. Sáng nhà mình đi ra chợ mà không có ai bán bất cứ một thứ gì hết, tại vì người ta mua sạch hết luôn, mua sạch chợ luôn đi ra đường. Thì ngày mai đây á là quê mình giãn cách xã hội rồi, không có còn được bước ra khỏi nhà nữa. Tại vì nhà nước họ ra cái quy định là họ cấm tất cả mọi người đi ra khỏi nhà luôn mọi người. Đi ra phải có lý do chính đáng. Như ví dụ đi chữa bệnh cho những chú chó chú mèo, hay là mình đi đâu này kia không được nha mọi người nha. Họ phạt mình, họ bắt mình đó, là công an bắt á mọi người. Nên là mình sẽ ở nhà chăm sóc cho mấy bé thôi. Rồi mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn dành thời gian báo trong thời gian qua, đã luôn ủng hộ mình, đã giúp đỡ cho mình và yêu thương bé Lượm nè, yêu thương những chú chó của nhà mình nha. Thì nếu như mà mọi người xem video của mình á có xuất hiện quảng cáo thì mọi người hãy xem quảng cáo ủng hộ cho mình luôn nha, để mình lấy cái số tiền mà mọi người xem quảng cáo á ủng hộ cho mình á, mình sẽ lấy số tiền đó chăm sóc cho những chú chó và đi cứu những chú chó nha mọi người nha.
Bây giờ mình cũng xin dừng video tại đây luôn. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn dành thời gian báo xem video của mình nha. Mọi người đừng quên giúp mình một like và đăng ký kênh, chia sẻ video đến tất cả mọi người biết nha. Bye bye mọi người, hẹn mọi người những tập video tiếp theo nha.